Biểu chúng ta sẽ đứng dậy để cùng chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với đoàn đại biểu khách quý đang bước vào khán phòng của chúng ta. Xin mời toàn thể hội trường chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quý vị đại biểu khách quý đến với buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Xin mời quý vị an tọa. Xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng chào đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị đã tới dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một ngày mới luôn được bắt đầu bởi bình minh. Và ngày 1 tháng 6 năm 1989, bắt đầu với bình minh của Sizalco, Tổng Công ty Điện tử Thiết bị Thông tin. Để rồi, 30 năm sau ngày khởi nghiệp đã kiến tạo nên một doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin mang tầm cỡ thế giới. Đó chính là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel ngày nay. Và thưa quý vị, và trên cuộc hành trình suốt 3 thập kỷ, những khó khăn và thách thức luôn hiện hữu buộc Viettel phải chủ động đi xuyên qua. Đó cũng chính là cách để đương đầu và giải quyết những khó khăn, đồng thời là cách để Viettel có thể xây dựng niềm tin và sức mạnh cho chính mình, từ đó tái tạo bản thân và sáng tạo không ngừng nghỉ. 30 năm là một cuộc hành trình được dựng nên từ những khát vọng, đam mê, nỗ lực và những ý tưởng độc đáo. Đối với người Viettel thì khát vọng vươn cao chính là hồn sống, là động lực để vượt qua biết bao cam go thử thách. Đứng trước những đổi thay của thời đại, Viettel hướng tới tương lai với niềm tin của chính mình, tin vào những giá trị mà nhiều thế hệ đã phấn đấu để tạo dựng, đấu tranh, để gìn giữ, tin vào những điều phi thường mà chính những con người bình thường đã khởi dựng và kiến tạo nên một thực tại mới của Viettel hôm nay.
Thập kỷ, một chặng đường, những dấu ấn lịch sử tạo nên bước tiến thần kỳ để Viettel khởi đầu từ một công ty xây lắp trở thành doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Việt Nam và giờ đây là tập đoàn công nghiệp công nghệ cao dẫn đầu xu thế. Tổng công ty điện tử thiết bị thông tin, gọi tắt là Syzenco, trực thuộc binh chủng thông tin liên lạc Bộ Quốc phòng được thành lập. Công ty điện tử viễn thông quân đội, tên giao dịch quốc tế là Viettel ra đời. Viettel hoàn thành đường trục cáp quang 1A dài 2.000 km Bắc Nam, dung lượng 2,5 gigabit trên giây, qua 19 trạm với công nghệ hiện đại nhất Việt Nam thời bấy giờ. Đây là trục cáp đầu tiên do người Việt tự thiết kế, thi công mà không có sự tham gia của nước ngoài. Những người lính Viettel đã khởi động một thực tại mới của ngành viễn thông Việt Nam bởi kỳ tích áp dụng thành công sáng kiến ghép bước sóng, thu và phát trên một sợi quang dài nhất thế giới. Cáp quang 1A được coi là đường trục thần thánh của Viettel vì nó là điểm khởi đầu cho nhiều thành tựu sau này trong lĩnh vực viễn thông.
dịch vụ 178, mã số tiết kiệm của bạn, sử dụng công nghệ VoIP lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Viettel khai trương dịch vụ Internet, hệ thống sử dụng cấu trúc mạng hiện đại NGN, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ từ đơn giản đến cao cấp. Viettel chính thức gia nhập thị trường viễn thông di động. Đầu số 098 xuất hiện làm bùng nổ thị trường viễn thông, tạo nên sự đột phá với mức tăng trưởng thần tốc. Không chỉ khởi tạo một thực tại mới cho chính mình, Viettel còn tạo các cuộc cách mạng cho toàn ngành viễn thông Việt Nam. Tổng công ty viễn thông quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng được thành lập trên cơ sở tổ chức lại công ty viễn thông quân đội. Quyết định đầu tư ra nước ngoài, khởi đầu với dịch vụ VoIP ở Campuchia. Năm 2009, Medphone chính thức khai trương mạng di động ở đất nước Chùa Tháp. Đây chính là dấu mốc quan trọng trong công cuộc viễn chinh của Viettel. Đến nay, Viettel đã chính thức có mặt ở 11 thị trường thuộc 3 châu lục với dân số khoảng 270 triệu người: Việt Nam, Lào, Campuchia, Đông Timor, Myanmar, Tanzania, Burundi, Mozambique, Cameroon, Haiti, Peru. Trở thành tập đoàn viễn thông quân đội, mô hình lớn nhất đối với một doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Viettel tự hào là tập đoàn đầu tiên của Bộ Quốc phòng, thứ hai trong ngành viễn thông và thứ 9 trong nền kinh tế Việt Nam. Viettel tự hào là tập đoàn đầu tiên của Bộ Quốc phòng, thứ hai trong ngành viễn thông và thứ 9 trong nền kinh tế Việt Nam. Tập đoàn Viễn thông Quân đội chính thức đổi tên thành Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng, được Chính phủ công nhận là doanh nghiệp quốc phòng an ninh tiên phong trong các dự án 4.0 cho chính phủ điện tử, giáo dục, nông nghiệp, thành phố thông minh.
nhất trong 30 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình buổi lễ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thiếu tướng Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn sẽ lên điều hành công tác tổ chức lễ kỷ niệm. Trân trọng kính mời đồng chí. Buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất xin phép được bắt đầu. Xin kính mời các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Kính mời quý vị đại biểu ngồi xuống. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí. Hôm nay được sự nhất trí của Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống tập đoàn và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng. Đến tham dự buổi lễ trọng thể này, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các bộ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí đại biểu, các cơ quan trực thuộc, các bộ, ban, ngành trung ương, đại biểu lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, đại biểu lãnh đạo chính quyền địa phương trên địa bàn thủ đô Hà Nội, đại biểu lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội trong và ngoài quân đội, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo chỉ huy, nguyên lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị qua các thời kỳ, cùng với trên 20.000 cán bộ công nhân viên tập đoàn tham dự lễ kỷ niệm tại hội trường và các điểm cầu truyền hình trên phạm vi toàn cầu. Các đại biểu, phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội đến dự và đưa tin buổi lễ kỷ niệm, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Một lần nữa, Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các vị đại biểu, khách quý đã tới dự buổi lễ trọng thể ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Hoàng Sơn và một lần nữa xin được trân trọng và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị đại biểu, với tinh thần tự lực tự cường, sau 30 năm, Viettel từ một doanh nghiệp nhỏ bé đã phát triển thành tập đoàn toàn cầu và hướng tới mục tiêu sẽ nằm trong top 20 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất trên thế giới. Thưa quý vị, và có thể nói là sự lớn mạnh của Viettel đã góp phần làm tăng tiềm lực cả kinh tế, quốc phòng, khoa học và công nghệ cho đất nước. Viettel cũng đã và đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu sản xuất trang thiết bị công nghệ cao. Và để hiểu thêm về quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của tập đoàn Viettel, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự sau đây. Mặt trong ngôi nhà chung Viettel không là những cá nhân xuất sắc, cũng không phải lãnh đạo chủ chốt quyết định vận mệnh Viettel. Chúng tôi, những người góp mặt trong ngôi nhà chung Viettel không là những cá nhân xuất sắc, cũng không phải lãnh đạo chủ chốt quyết định vận mệnh Viettel. Chúng tôi chỉ là những con người bé nhỏ và bình dị. Qua bộ phim này, chúng tôi muốn chia sẻ những câu chuyện mà mình đã chứng kiến hay trực tiếp tham dự trong hành trình 30 năm của Viettel. Từ 1989, vì sao Shigenco ra đời? Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, chuyển một phần những cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, có kinh nghiệm,
từng trải qua chiến đấu sang làm kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Khi mà thành lập công ty thì chúng tôi là những cái người bố đói của Bộ Tư lệnh Thông tin. Bộ Tư lệnh Thông tin đã thành lập một cái doanh nghiệp làm kinh tế. Thời những năm 90 thì đất nước khó khăn lắm. 6 tháng đầu được Bộ Tư lệnh bao cấp, sau đấy là phải tự túc, phải làm ra tiền. Cái gì mà làm ra được tiền cho cơ quan là anh em cố gắng. Có một cái ưu điểm rất lớn là toàn là những người từ quân đội mà ra, chứ chấp nhận gian khổ. Xây dựng nhà trạm, khảo sát thiết kế các trạm biêu ba, các cái công trình cột cao, lắp tổng đài, lắp cột, làm thuê cho bưu điện với lại truyền hình. Cái chất lĩnh rất quan trọng. Công việc dù khó khăn đến mấy, nhiệt huyết đến cùng. Bộ Quốc phòng đã giao cho Tổng ty Viễn thông Quân đội dự án cáp quang quân sự 1A đấy. Có 10 sợi cáp quang, VNPT lấy 4 sợi, Điện lực lấy 4 sợi. Như vậy là còn có 2 sợi. Thu 1 sợi, phát 1 sợi. Nghĩa giả sử nó chỉ mất một đường thu hoặc một đường phát thì mất thông tin. Hai anh đã vật lộn rất nhiều. Thì các anh cũng đi học hỏi các nơi, đi các nước. Anh đã chọn là công nghệ thu phát trên một sợi, ngược chiều nhau. Mới nhất bây giờ, có thể nói là mới tầm thế giới đấy. Thế giới đã làm được, tại sao mình không làm được? Thời điểm đó chúng tôi khẳng định là một trong những công ty xây dựng về viễn thông là hàng đầu của cả nước. Từ 1995, tham gia thị trường viễn thông, tạo sự cạnh tranh trong thị trường viễn thông, giữ kiểm soát nhà nước để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia. Làm viễn thông thì sẽ làm cái gì? Giờ di động rồi cố định thì đều khó, cần là câu chuyện là hạ tầng vốn. Thì cái năm 99 thì các anh phát hiện ra nó công nghệ VoIP. VoIP bản chất là nét cuộc thoại bình thường thành IP. Nó đem lại một cái giá dịch vụ rất là rẻ, phù hợp Viettel, tức là đầu tư rất là thấp. Phía tổng cục thì có bác Mai Liêm Trực rất ủng hộ cấp phép cho Viettel. Thế nhưng mà cái chìa khóa đấy nó chỉ mở vào cổng thôi, chứ không chưa vào nhà. VoIP thì mình thấy hạ tầng của VNPT. Mất 8 tháng để đàm phán. Mình phải chấp nhận những cái điều khoản không bình đẳng, thậm chí nhiều lúc còn phải xin. Đúng là dùng từ đi xin thôi, quân đội nó sẽ tăng sang đây mà. Và đàm phán. Chính vì những cái khó khăn đấy thì lại giúp cho chúng tôi có những cái động lực để tự làm. Các lãnh đạo nhìn ra cái sự thành công của VoIP thì nó làm nền tảng cho chuyện sau này Viettel đầu tư về di động. Từ 2004 bùng nổ viễn thông, mỗi người dân Việt Nam có một chiếc điện thoại di động, phổ cập dịch vụ viễn thông, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi miền của đất nước. Chúng tôi thì ra đời sau họ được hàng chục năm. Thành phố nó có điện thoại hết rồi, tức là bây giờ mình phát triển kiểu gì? Là Viettel lúc đấy thấy là có một cái cơ hội đầu tư ra khu vực nông thôn với những cái cơ chế tài chính mà nó rất là đặc biệt, kiểu như cho mua thiết bị và trả dần. Một cái đấy là một cái bài toán khiếp, liều đấy. Người cầm đầu rất liều và rất quyết tâm. Những quyết tâm như thế mới vượt qua được. Viettel thì khi đấy nó giống như một cái đại công trường, không khí làm việc quên mình. Ngày đấy là trạm đối thủ đã lên cột hết rồi, mà cái trạm của Viettel mới làm xong móng. Thế là anh em là đi làm hàn ngày đêm, chỉ trong vòng gọi là 15 ngày là đã dựng xong. Nói là Viettel có sóng, đối thủ họ sang họ không tin. Họ bảo không bao giờ có chuyện mà nhanh như thế. Cái khẩu hiệu đầu tiên của Viettel là nhanh mà, vì chậm là chết, cũng như chiến đấu mà. Họ chưa kịp nghĩ đấy thì mình đã nghĩ ra rồi. Họ chưa kịp hành động thì mình hành động rồi. Mình là những người đi khai phá, phủ sóng đầu tiên ở những cái khu vực mà trước đây chưa bao giờ có sóng. Đem đến những cái sim đầu tiên trong đời cho khách hàng. Nhiệm vụ của tôi là khảo sát thiết kế dựng những cái cột hàng trăm mét trên đỉnh núi ven biển để đưa sóng Viettel vươn ra biển khơi. Mỗi lần công tác ra Trường Sa, tôi nhận thức rằng việc mang sóng ra Trường Sa là một hình thức góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dự án Internet trường học của Viettel đã triển khai đến 100% các trường trên toàn quốc, giúp cho các em học sinh, thầy cô giáo ở những vùng sâu xa nhất được tiếp cận Internet. Cái thành công của Viettel thì tôi nghĩ đó là tầm nhìn của lãnh đạo, cách nghĩ và cách làm khác biệt. Có một cái idea mới về kinh doanh cũng là một cái đột phá của Viettel, đấy là ra đời cái gói cước Tomato. Thông điệp là điện thoại di động cho mọi người đấy, và tạo nên một sự tăng trưởng phải nói là thần kỳ. Công việc đầu tiên của tôi là call center tháng 10 năm 2004. Viettel khai trương mạng di động. Sau đến ngày thứ hai thì toàn bộ cái hệ thống tổng đài của chúng tôi bị nghẽn. Chúng tôi lúc đó chỉ có 200 cô thôi.
chúng tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ có nhiều khách hàng như thế. Ngay ngày hôm đấy, ban tổng giám đốc quyết định là trong vòng một tuần chúng tôi sẽ phải đào tạo gần 1.600 người. Trước đây thì các nhà mạng thường sử dụng những cái mô hình là các cái tổng đại lý. Viettel lúc đấy cũng đã đi một cái mô hình mới hoàn toàn. Chúng ta phải thiết lập kênh phân phối trực tiếp, bán hàng len lỏi đến tận nơi, những nơi mà chúng ta có sọc. Thành công của Viettel có được cái sự yêu mến của khách hàng và số lượng thuê bao đông như ngày hôm nay, đấy là vì chúng tôi đã coi khách hàng làm trọng tâm. Bạn nói lên tiếng nói của mình đi, tôi sẽ đáp ứng tốt nhất cái khả năng của tôi có thể cho bạn. Từ 2006, vươn ra thế giới, mở rộng thị trường và không gian phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2006 thì tôi và ba người nữa là những người đầu tiên sang Campuchia. Sẽ đi đầu tư nước ngoài thì tôi xung phong đi. Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2006 chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ VIP. Và vui nhất là lần đầu tiên mình có doanh thu sau có 3 tháng. Nhưng bọn tôi thì đều rất là trẻ, khoảng tầm 25-26 tuổi. Nó lãnh đạo thì có hơn 30 tuổi. Viettel lúc đó là một cái người đi đầu tư nước ngoài. Mình cũng ở trên một cái vị thế khác, mình tự nhiên phải trưởng thành hơn. Không thể bằng mỗi nhiệt huyết mà bắt đầu là của những cái tri thức và cái tầm nhìn. Các thách thức đòi hỏi những cái trí tuệ mới. El marco legal en el Perú es bastante diferente a otros mercados donde ya ha participado anteriormente Viettel. Por ejemplo, la legislación en materia laboral, legislación tributaria. Medpool cho đến năm 2014 luôn luôn dẫn dắt ở vị trí số 1. 2015 và 2016 thì nó bước vào cái giai đoạn khó khăn, đối thủ thì vùng lên. Thì tất cả những thị trường mà người ta đầu tư vào thì đều đụng phải những cái đối thủ mạnh. Cả về mặt tài chính, cả về mặt kinh nghiệm họ thì rất là hơn mình. Mình làm thế nào để mình cạnh tranh được họ? Phải dựa vào sức mạnh cốt lõi của chính doanh nghiệp mình. Nhỏ, nó có cái ưu thế của nhỏ, mình sẽ có những cái linh hoạt hơn. Không phải vấn đề quyết định ở Việt Nam mà quyết định tại thị trường. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất á, hiểu được đối thủ, làm sao làm ra một cái chất lượng mạng lưới tốt nhất, thậm chí phải tốt hơn. Không đi theo đối thủ mà mình đi theo ngách mà đối thủ đang yếu. Đấy là một sự rút kinh nghiệm toàn diện tất cả các mặt, từ cái việc lựa chọn công nghệ, lựa chọn những cái giải pháp cho mạng lưới, áp dụng những mô hình tổ chức hoạt động công ty bài bản chuyên nghiệp, áp dụng những cái thứ mà tốt nhất, mới nhất, hiệu quả nhất. Medphone 2019 đã quay lại được cái vị trí số 1. Peru's telecom market is an intensely competitive one, but in spite of that, Viettel has been successful and also has a great and prosperous future awaiting them here. Viettel sẽ không mang cái thương hiệu Viettel của mình ra nước ngoài. Tất cả những cái nước Viettel đầu tư thì người dân họ đánh giá cao cái tên nó gắn với đất nước đấy, ví dụ như là Movitel là nạ, Mozambique Việt Nam Telecom, Natcom là National Telecom. Đầu tư ở Campuchia có nghĩa là tất cả mạng lưới của Campuchia, người dân của Campuchia có việc làm. Chúng ta mang lại lợi ích xã hội gì cho đất nước sở tại, chứ không đơn thuần chỉ là cái việc là mình đi kinh doanh và mình mang lợi nhuận về cho đất nước mình. Vừa mới khai trương được khoảng tầm 4 tháng, luôn đi có cái sự bất ổn về chính trị rất là lớn. Hầu như các mạng khác họ đều rút về nước. Người Viettel nói chung rất là kiên cường, vẫn tiếp tục cần cù làm việc. Cơn bão như hiện nay ở Mozambique thì chỉ có Movitel là nhà mạng của Viettel duy trì được kênh thông tin liên lạc của cái đất nước Mozambique, hay là Haiti những giai đoạn sau động đất chúng ta cũng sẵn sàng đầu tư nguồn lực con người để phục vụ đất nước bạn. No one believed before when we enter into the market, not only we will get this kind of success. No one believed at the very beginning. Then we work very hard. Then now we are something like a miracle, and no one believed it. Nó giống như là một cái sự tự hào, một cái phần thanh xuân, một cái phần tuổi trẻ của mình ở tại đất nước đấy. Tất nhiên là mình không thể nói rằng là không khó khăn, nhưng mà khi mà mình đang còn trẻ như vậy, mình không coi đấy là khó khăn, mình coi đấy là thử thách. Từ 2012 trở thành công ty công nghệ, chuyển đổi từ công ty dịch vụ thành công ty công nghệ, nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị của Việt Nam, góp phần phát triển công nghệ cao của đất nước, góp phần hiện đại hóa quân đội. Chỉ còn lại cỡ khoảng 4-5 doanh nghiệp lớn trên thế giới sản xuất các cái thiết bị viễn thông, gần như là họ thống lĩnh thị trường toàn cầu. Và chúng ta sẵn sàng cạnh tranh, chúng ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Thì Viettel bắt đầu giống như một đơn vị startup thì phải đi từ cái nhỏ. Tức là có những cái lô 100 cái, 200 cái
nhiều thì 3-4 nghìn cái, nhưng mà khách hàng yêu cầu là mình sẽ làm. Mà đấy là cách đi của Viettel để đi vào cái thị trường ngách. Thì Viettel lúc ấy mong muốn là phải làm chủ được 4G. Nếu mình không làm chủ phần core này thì việc lộ thông tin là hoàn toàn có thể xảy ra. Các đối tác có mạng 4G nó đều giữ lại cái công nghệ cốt lõi thì chả bên nào nó chuyển giao, mình phải tự làm. Thì Viettel nó có cá tính rất riêng biệt, tức là làm chẳng giống ai cả, mà để người khác làm giống mình thì cũng không thể. Thế lãnh đạo nhiều năm thì luôn luôn có một cái giấc mơ hùng cường cho đất nước mình, đã đầu tư nguồn lực con người để tạo ra những cái sản phẩm giúp chúng ta có thể bảo vệ đất nước. Radar nó là một hệ thống chứ nó không phải là một thiết bị. Khi mà loại đài radar đầu tiên ở nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, chúng tôi vô cùng hồi hộp. Bọn tôi chưa bao giờ thử nghiệm cái sản phẩm này với các cái loại mục tiêu bay thật. Khi mà máy bay xuất phát từ căn cứ không quân, toàn thể anh em rất chia căng thẳng. Khi kết thúc nghiệm thu thì khả năng phát hiện là đang vượt yêu cầu. Thực sự là chúng tôi vô cùng phấn khích và phải gọi là tăng động. Trong năm 2018, chúng tôi hoàn thiện một loại đài radar cảnh giới biển, tính năng chiến kỹ thuật tương đương với loại đài radar hiện đại nhất NATO cung cấp. 2009, tôi đề xuất là làm cái hệ thống OCS, Online Tracking System, là trái tim của nhà mạng. Đấy là một trong hệ thống phức tạp nhất. Khi mà bọn tôi tiếp xúc với đối tác thì họ nói là cái hệ thống đó họ đã nghiên cứu mất 4 năm và 2.000 kỹ sư. Thì lúc đầu bọn tôi cũng chỉ có khoảng 10 người thôi. Năm 2012 bọn tôi ra cái version đầu tiên là 10.000 thuê bao. Sau đó thì chúng tôi nâng cấp lên version 2. Tính năng nó linh hoạt hơn, số lượng thuê bao nhiều hơn. Tốt hơn nhưng mà kiến trúc về cơ bản nó vẫn thế. Thì đến cái thời điểm đó thì bọn tôi gặp cái trở ngại về mặt công nghệ, không giải quyết được. Trong vai trò phụ trách dự án, tôi mới quyết định xóa sổ toàn bộ những cái cũ, dùng một cái công nghệ nó mới hơn. Những người cũ thì bảo họ thay đổi thì chắc là khó. Tôi tập hợp được một cái nhóm khoảng 23-24 thôi. Những bạn trẻ của Việt Nam thì có rất nhiều những tố chất có thể làm nên những cái việc lớn. Tháng 10/2017, cả VTT, VTNet rồi là cả ban kỹ thuật tập đoàn đều đánh giá lại hệ thống Viewset về cơ bản là tương đương, thậm chí là có một số điểm vượt trội hơn so với lại vendor. Tập đoàn quyết định thay thế cho phiên bản cũ này bằng hệ thống của chính người Viettel, người Việt Nam làm. Và hệ thống chúng tôi hiện tại có khoảng 170 triệu thuê bao trên toàn cầu. Từ 2019, kiến tạo xã hội số, chuyển dịch từ nhà khai thác dịch vụ viễn thông thành nhà cung cấp dịch vụ số, tiên phong trong cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam, xây dựng xã hội số ở Việt Nam. Nó là cái gì? Nó là chuyển đổi số. Cuộc cách mạng số này nó là cái xu thế tất yếu. Tinh thần đó đã được lãnh đạo tập đoàn truyền vào tất cả cán bộ chỉ huy cũng như anh em cán bộ công nhân viên của Việt Nam. Trong một thế giới siêu liên kết, đổi mới công nghệ nó xảy ra không phải ở mức độ hàng năm mà thậm chí hàng tuần. Tất cả các công ty khởi nghiệp bây giờ đang tập trung rất lớn vào cái lĩnh vực 4.0. Sự cạnh tranh của hàng nghìn công ty, không chỉ cạnh tranh ở trong nước mà nó cạnh tranh toàn cầu. Có những công ty chỉ có 2-3 người và họ thì không nắm hạt đâu. Nhưng họ có tập số lượng khách hàng lớn hơn rất nhiều với nhà mạng lớn như Viettel. Họ có thể làm ra những cái sản phẩm công nghệ đột phá mang lại tiện ích cho cái cuộc sống. Lúc này với Viettel thì lại khó hơn trước rất nhiều. Kinh doanh viễn thông rất khó khăn. Phần lớn nhà mạng cho 10 năm nay doanh thu sụt giảm. Chúng ta có một cái 30 năm với thành công nhưng phía trước vẫn là những thách thức. Tôi nghĩ là thời gian tới thách thức lớn hơn nhiều so với những cái thách thức trước đây. Khái niệm công nghiệp 4.0 ở Viettel chúng tôi đã nhắc đến từ 2014-2015. Viettel đầu tư rất là sớm cho cái nguồn lực bắt kịp với cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Một cuộc đua về trí tuệ, một cuộc đua về trí thông minh. Và cái công cụ để ứng dụng cái trí thông minh đấy, đó là công nghệ điện toán. Đấy, cái câu chuyện là chúng ta sẽ khác gì so với thế giới. Công nghệ của Việt Nam mình bây giờ vẫn đang học, chưa phải là người dẫn dắt được. Nhưng mà Việt Nam thì lại ứng dụng những cái công nghệ đấy để giải quyết những bài toán thực tế rất là linh hoạt. Cái tính linh hoạt và đa dạng, những cái thế mạnh của Viettel, của Việt Nam. Viettel đầu tư cái hạ tầng rất là tốt để lưu trữ tất cả những cái gì liên quan đến dữ liệu lớn, phục vụ những cái bài toán nghiên cứu của Viettel về Big Data, về AI. Chúng ta có những cái hệ thống sử dụng trong bệnh viện tương lai có rất nhiều ứng dụng của AI trong đó. Đây là một toán vô cùng có ý nghĩa. Chúng tôi đã quản lý đến 7 triệu trẻ em trong cái độ tuổi mà cần phải tiêm chủng. AI trong viễn thám áp dụng vào trong nông nghiệp thông minh và lâm nghiệp thông minh. Viettel không chỉ làm các bài toán về dân sự mà các bài toán về quân sự. Bên cạnh đó, việc xây dựng cái nền tảng dữ liệu tình hình riêng của người Việt. Chúng tôi làm những cái dự án như là hệ thống cảnh báo thiên tai, hoặc là vừa lắp một cái thiết bị ở trên tàu cá thôi, giúp cho người ta là đi đúng luồng, đúng tuyến, ranh giới về lãnh hải giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Thì khi mà gần đến đó thì mình cảnh báo cho người ta.
khi người ta bị bão, bị nạn có thể bấm nút cấp cứu. Cái giải pháp đấy nó rất Việt Nam, có cái hàm lượng công nghệ rất cao. Viettel thì cũng đang xây dựng những đơn vị chuyên nghiệp để nghiên cứu cái lĩnh vực chính phủ điện tử và Smart City. Khách hàng thì bây giờ họ rất cần những cái cá thể. Mỗi thành phố nó sẽ không giống nhau. Giáo dục là mỗi một nước có một cái chính sách khác nhau. Chúng tôi sẵn sàng là may đo. Mình có thể là tùy chỉnh theo cái yêu cầu của khách hàng. Cái những cái giải pháp của Viettel thì nó vừa linh hoạt, nó lại vừa rẻ. Toàn bộ cái điều hành hoạt động của văn phòng chính phủ là dùng hệ thống văn phòng điện tử của Viettel và tiến tới một chính phủ không giấy tờ. Chúng ta có một cái nguy cơ khác, đó là những chiến tranh trên không gian mạng. Như ở Liberia là sập nguyên cái hạ tầng mạng của cả một quốc gia luôn. Ba cái nhà cung cấp DNS lớn nhất Bắc Mỹ cũng bị sập. Việt Nam cũng đã xây dựng một bộ máy rất là toàn diện và đầy đủ về an ninh thông tin, về an ninh mạng, không phải vì mục tiêu kinh doanh, đó là vì đất nước. Cái này nó giống như cuộc đua ấy, mình dướn lên một tí rồi họ lại dướn lên. Viettel là đơn vị thuộc nhóm tiên phong. Lãnh đạo tập đoàn đặt mục tiêu là chuẩn hóa những cái sản phẩm của mình và từng bước ra thị trường thế giới. Trong năm 2019, Viettel sẽ phát sóng di động 5G. Chúng ta sẽ không đi sau thế giới nữa. Cái thách thức lớn nhất của cái kỷ nguyên này không nằm ở vốn, không nằm ở số đông người, mà nằm ở sự sáng tạo. Sáng tạo nó không đến từ một nhóm quá lớn, mà thường xuất phát từ những nhóm nhỏ. Làm thế nào để chúng ta thu hút và hội tụ được những tài năng? Thách thức của Viettel là một cái tổ chức lớn, thì trường chuyển động chậm. Không có cách nào khác phải hợp tác với những cái công ty nhỏ hơn. Họ nhanh hơn, họ sáng tạo hơn. Đẩy mạnh hợp tác thì bản thân Viettel cũng năng động và sáng tạo hơn, thích ứng hơn với những cái xu thế. Chúng ta có sẵn sàng thay đổi để thích nghi với nó hay không? Hay vẫn dùng những cái cơ chế quản lý được gọi là truyền thống để quản lý những cái mới? Nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái hào quang thì chúng ta sẽ thiếu cái sự khiêm tốn, thiếu cái sự lắng nghe. Chúng ta phải mở rộng không gian kinh doanh, dù nó khó khăn đến đâu, dù nó xa lạ đến đâu. Viettel có thể xây dựng những cái nền tảng, các cái thuật toán và cái hệ sinh thái để trên đó chúng ta quy tụ được các doanh nghiệp, các startup và giúp cho họ sáng tạo và phát triển ra cái ứng dụng của riêng mình. Muốn tạo ra không gian kinh doanh mới chỉ có cách tạo ra những dịch vụ mới thông minh hơn, hấp dẫn hơn. Chúng ta phải đủ sức mạnh để cạnh tranh và chúng ta phải thay đổi. Giữa làm sao cái tư tưởng đó thấm đượm nó trong mỗi con người của Viettel. Ước mơ Viettel nó đủ lớn, đủ rộng. Và trong ước mơ của Viettel nó cũng là một phần cái ước mơ của Việt Nam. Đừng có quên, hãy nói về những khát khao mới, thách thức mới nhiều hơn là nói về những cái gì đã qua. Xin chào, tôi là Viettel. 30 năm qua là hành trình Viettel khởi tạo những thực tại mới cho mình, cho khách hàng và xã hội. Đó cũng là hành trình Viettel không ngừng xác lập vị thế và phát triển tầm vóc của mình. Lũy kế đến năm 2018, tổng doanh thu của Viettel đạt 1,78 triệu tỷ đồng, tổng lợi nhuận đạt 334.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 134.000 tỷ đồng, tổng nộp nhà nước 258.000 tỷ đồng. Tổng số tiền Viettel đã đóng góp thực hiện các chương trình xã hội đạt 3.500 tỷ đồng. Viettel hiện kinh doanh tại 11 quốc gia trên 3 châu lục với quy mô thị trường 330 triệu người, phục vụ 110 triệu khách hàng. Viettel là thương hiệu Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách 500 thương hiệu có giá trị nhất thế giới, một trong 30 công ty viễn thông lớn nhất thế giới. Con số và đặc biệt ở một bộ phim mà chúng ta nghe ở đó rất nhiều những lời tự sự của những con người trong suốt 30 năm qua đã làm nên Viettel của ngày hôm nay. Thưa quý vị, một bộ phim 15 phút có lẽ khó có thể diễn tả được con đường 30 năm, nhưng nó cũng giúp cho chúng ta có thể hình dung được những khó khăn, những vất vả, những thách thức và cả những thành tựu mà ngày hôm nay Viettel rất trân trọng có thể chia sẻ với tất cả quý vị. Người ta thì vẫn nói rằng sẽ chẳng bao giờ băng qua được vực thẳm nếu như chúng ta không dám đặt đôi bàn chân của mình lên thước dây và vắt ngang qua đó. Và dường như nghịch cảnh cũng chính là thứ bạn buộc phải đối mặt để có thể thành công. Và điều này thì hoàn toàn đúng với Viettel, với những gì mà Viettel đã trải qua trong suốt 30 năm qua. Vâng, điều này thì rất đúng. Tuy nhiên là chúng ta cũng khẳng định rằng thành công chưa hẳn đã là thứ chúng ta sở hữu, mà thành công đó chính là giá trị mà chúng ta đã tạo ra và để lại cho cuộc đời.
và sẽ không sai khi một lần nữa khẳng định góp phần xây dựng đất nước ngày một cường thịnh, mang lại những giá trị đích thực cho cuộc sống của nhiều người dân Việt Nam chính là một trong những giá trị sẽ được nhớ mãi của Viettel. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội sẽ bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa toàn thể các đồng chí. Hôm nay, chúng ta tự hào có mặt tại đây để kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Vào thời điểm Viettel sẵn sàng bước sang một trang sử mới, thay mặt Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn trân trọng đến tất cả những tập thể và cá nhân đã góp phần tạo nên một Viettel hùng cường ngày hôm nay. Xin được bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội với tầm nhìn sâu sắc đã khởi tạo Viettel, cho Viettel cơ hội được thực hiện sứ mệnh trở thành một nhân tố tạo nên sự bùng nổ và phổ cập viễn thông ở Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời trở thành một hình ảnh mới của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Xin được bày tỏ sự kính trọng đến lãnh đạo tập đoàn qua các thời kỳ đã cống hiến trí tuệ, trái tim, trách nhiệm và tinh thần phụng sự để Viettel liên tục bứt phá, liên tục mở ra không gian phát triển mới, trở thành hiện tượng của ngành viễn thông thế giới, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm và cơ hội phát triển cho hàng chục ngàn người Việt Nam. Xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đối tác trong và nước ngoài đã sát cánh cùng Viettel từ những bước chân đầu tiên ở Việt Nam cho đến những vùng đất xa xôi nơi bên kia địa cầu. Để Viettel luôn được biết đến là một doanh nghiệp tử tế, có trách nhiệm xã hội, một doanh nghiệp có những bước chân thần tốc và luôn biến khó khăn trở thành cơ hội của mình. Xin được cảm ơn hơn 110 triệu khách hàng trên toàn cầu đã trao chọn niềm tin với Viettel. Sự yêu mến ấy là tài sản vô giá, tiếp lửa cho Viettel tiếp tục sáng tạo không ngừng, liên tục ứng dụng các công nghệ mới, tất cả vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn gia đình, người thân của mỗi cán bộ công nhân viên Viettel vì đã luôn là điểm tựa vững chắc cho chúng tôi chiến đấu và chiến thắng những thử thách khắc nghiệt nhất. Xin được bày tỏ lời cảm ơn tới sự chia sẻ, động viên, đồng hành của các cơ quan truyền thông trong suốt quá trình mà Viettel đã đi qua. Và đặc biệt, xin được cảm ơn tất cả những con người đã và đang cống hiến tâm sức và trí tuệ, tuổi trẻ và khát vọng, đoàn kết, chung tay xây dựng Viettel. Không có cách nào đo đếm được những năng lượng, trí tuệ và sáng tạo của mỗi người đã và đang đi qua ngôi nhà này. Bởi còn rất nhiều con người với những câu chuyện cảm động mà và vĩ đại vẫn đang âm thầm cống hiến cùng dựng lên Viettel trong 30 năm qua. Lời cảm ơn chưa bao giờ là đủ và Viettel hiểu rằng thước đo thật sự cho lòng biết ơn chính là thông qua những gì chúng tôi đã hành động và tạo nên. Nếu như ngày đầu tiên Viettel khởi tạo lịch sử của mình bằng sức mạnh cốt lõi là nghề xây cột cao và kéo cáp thuê, thì sau này chính nghề xây cột và kéo cáp đã tạo nên một mạng lưới viễn thông khổng lồ cho Viettel. Và giờ đây Viettel đang tiếp tục phát huy ngành nghề truyền thông đó của mình trên toàn cầu. Nếu như ngày đầu tiên xây dựng một đường trục cáp quang Bắc Nam đã là một kỳ tích, thì giờ đây Viettel đã có trong tay 4 đường trục Bắc Nam, 1 đường trục Đông Dương và 6 hướng kết nối quốc tế cả trên biển và đất liền, với tổng chiều dài là gần 500.000 km, đủ để quấn hơn 12 vòng quanh trái đất. Nếu như ngày đầu tiên Viettel chỉ khai thác thiết bị của các nhà sản xuất trên thế giới, thì hôm nay Viettel đã làm chủ hầu hết các thành phần của mạng lưới và đang dần thay thế chúng bằng những thiết bị được thiết kế và sản xuất bởi Viettel. Nếu như ngày đầu tiên bước chân ra thị trường nước ngoài, Viettel mới chỉ đầu tư 40 triệu đô la tại thị trường Campuchia, thì giờ đây giá trị đầu tư của Viettel vào thị trường Myanmar đã là hơn 1 tỷ đô la. Nếu ở thị trường đầu tiên phải mất đến gần 2 năm, Viettel mới đạt được 5 triệu thuê bao, thì giờ đây ở thị trường Myanmar, Viettel chỉ cần 6 tháng để đạt được con số đó. Nếu ngày hôm qua Viettel kết nối để phục vụ nhu cầu nghe của từng người dân, thì ngày hôm nay Viettel kết nối vạn vật với nhau, với con người bằng một tốc độ siêu nhanh. Ngày hôm qua, Viettel đưa ra giải pháp phổ cập máy điện thoại ở Việt Nam
rồi ở hàng chục nước trên thế giới, thì ngày hôm nay Viettel đang dần phổ cập thiết bị số, ứng dụng số, nội dung số hay còn gọi là chuyển đổi số không chỉ ở Việt Nam mà ở 10 quốc gia khác tại 3 châu lục. Từ mục tiêu ban đầu là quân đội tham gia vào làm kinh tế, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, Viettel đã trở thành nhân tố chính thay đổi căn bản hình thái thị trường viễn thông, phổ cập hóa dịch vụ viễn thông, đưa Việt Nam ra thế giới. Và hiện nay, Viettel tiếp tục đi đầu và đóng vai trò quan trọng trong kiến tạo xã hội số, cung cấp những giá trị toàn cầu. Từ chỗ làm thuê, vươn lên làm chủ, đến nay Viettel là tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, là thương hiệu có giá trị lớn nhất Việt Nam và là một trong 500 thương hiệu lớn nhất thế giới. Viettel trong 30 năm qua đã luôn không ngừng mở rộng, phát triển và xác lập vị thế của mình. Trách nhiệm của Viettel đã không ngừng lớn lên và sẽ tiếp tục lớn hơn nữa. Đó chính là những lời cảm ơn thiết thực nhất, tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất mà Viettel mong muốn gửi tới Tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Kính thưa toàn thể các đồng chí, 30 năm qua, đất nước Việt Nam đã chuyển mình và trưởng thành mạnh mẽ, trở thành một quốc gia có tốc độ phát triển cao trên thế giới về mọi mặt. Ngành viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam từ vị trí lạc hậu đã trở thành một ngành kinh tế chủ lực, có trình độ ngang tầm khu vực và dần bắt nhịp với tốc độ, trình độ phát triển chung của ngành viễn thông thế giới. Viettel tự hào là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thay đổi to lớn ấy của viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam. Chưa khi nào mà viễn thông công nghệ thông tin lại có thể tạo ra những mô hình kinh doanh hoàn toàn khác biệt so với truyền thống đến như vậy. Chưa khi nào mà các doanh nghiệp công nghệ lại có vai trò và trách nhiệm định hình nền kinh tế, đưa đất nước phát triển rõ nét như lúc này. Đó là những cơ hội mà Viettel đã nhìn thấy. Đó là trách nhiệm của Viettel tự xác lập cho mình với tư cách là doanh nghiệp dẫn dắt trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin. Và cũng là định hướng cho Viettel với tư cách là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Đây sẽ là cuộc chuyển đổi vĩ đại của Viettel. Chỉ trong vòng 2 năm, 2019 và 2020, Viettel sẽ phải thực hiện chuyển đổi số thành công. Trước hết là chuyển đổi chính Viettel trở thành một tổ chức số, được vận hành trên nền tảng số. Viettel đã nhận thức và có những hành động sớm để thực hiện mục tiêu chuyển đổi này. Giờ là thời điểm cần phải chuyển đổi nhanh hơn, quyết liệt hơn, hướng tới sự hoàn thiện. Những công cụ như Data Lake, Dashboard, ERP, Data Analytics phải gắn chặt vào từng hành vi công việc và quản trị công việc của từng người, từng bộ phận và cả tập đoàn. Cùng với đó, tập đoàn sẽ được tổ chức theo hướng khách hàng, tinh gọn, linh hoạt, dữ liệu hóa, tuân thủ các chuẩn, tiêu chuẩn toàn cầu về đánh giá và đãi ngộ nhân sự, số hóa các quy trình, kỹ thuật, kinh doanh, tài chính, đầu tư, làm tốt những gì thế giới đã làm và sáng tạo cho phù hợp với Việt Nam và Viettel. Chỉ khi thực sự là một tổ chức số, Viettel mới có thể thực hiện thành công sứ mạng của mình là thúc đẩy chuyển đổi số để thực sự hình thành xã hội số. Với mục tiêu này, Viettel sẽ tập trung và làm tốt 3 việc sau. Thứ nhất, Viettel tiếp tục xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin hiện đại nhất, bởi thực chất của cách mạng số trước hết dựa trên nền tảng viễn thông và công nghệ thông tin. Chúng ta phải triệt để ảo hóa, cloud hóa, đa ứng dụng hóa mạng lưới của mình, sẵn sàng triển khai công nghệ siêu băng rộng 5G, phải tạo ra một hạ tầng kết nối IoT rộng khắp để kết nối hàng tỷ thiết bị, quản lý và điều khiển chúng với tốc độ siêu nhanh, không độ trễ. Đồng thời, chúng ta cũng phải tạo ra những nền tảng kỹ thuật số để toàn thể người dân có thể thỏa sức sáng tạo trên đó. Thứ hai, Viettel tiên phong phát triển và cung cấp các ứng dụng dịch vụ số, những dịch vụ quyết định Việt Nam có trở thành quốc gia số hay không. Đó là thanh toán số, mobile money, hệ sinh thái nội dung số, thương mại điện tử gắn liền với tài chính số, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, cơ sở dữ liệu. Viettel phải chủ động tham gia vào xây dựng, hoàn thiện chính phủ điện tử, đặc biệt ưu tiên tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu tài nguyên quốc gia. Bởi chúng ta nhận thức rằng chính phủ số là nền tảng vận hành xã hội số. Viettel sẽ đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số. Thứ ba, Viettel sẽ đẩy mạnh 3 ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh mạng nhằm bắt kịp cùng với thế giới trong công cuộc cách mạng 4.0, đồng thời góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền của đất nước trên cả không gian thực và không gian ảo. Đó là trách nhiệm của Viettel và cũng chính là lời hứa của Viettel. Lời hứa về việc tiếp tục duy trì sứ mệnh sáng tạo vì con người, lời hứa luôn bảo vệ và phụng sự Tổ quốc, góp phần hưng thịnh đất nước. Tinh thần ấy sẽ là tôn chỉ trong mọi hành động của Viettel hôm nay và ngày mai. Đây là một trọng trách nặng nề, nhưng cũng là một đặc quyền lớn lao.
Chúng tôi hiểu rằng đây sẽ là một quá trình không hề dễ dàng, nhưng điều may mắn là Viettel chưa bao giờ chọn việc dễ để làm. Các đồng nghiệp Viettel thân mến, chúng ta không chỉ muốn chia sẻ sự thành công của Viettel, mà tất cả chúng ta còn phải đóng góp cho sự thành công ấy. Chúng ta được những ngày hôm nay vì chúng ta đã nuôi dưỡng khát vọng và cùng nhau thực hiện khát vọng ấy. Vì vậy mà không có thử thách nào là quá lớn, không có nhiệm vụ nào là quá khó khăn. Chừng nào chúng ta đoàn kết cùng nhau vì mục đích chung, duy trì quyết tâm chung thì hành trình của Viettel sẽ luôn tiến lên phía trước, tương lai của chúng ta sẽ đầy hy vọng. Những cách làm đạt đến thành công ngày hôm qua dường như không còn đúng với hiện tại, nhưng những giá trị văn hóa và tinh thần đã tạo lên Viettel vẫn luôn có giá trị cho cả hiện tại và tương lai. Chỉ có một cách duy nhất để bảo tồn lịch sử là xây dựng tương lai. Chúng ta một lần nữa khởi tạo thực tại mới. Những năm tháng tốt đẹp nhất, vóc dáng vĩ đại nhất, thời kỳ tích lớn lao nhất của Viettel vẫn đang chờ được tạo nên ở phía trước. Một lần nữa tôi xin được cảm ơn lịch sử, cảm ơn những con người đã đi qua Viettel, đã sát cánh cùng Viettel, đã tạo dựng lên Viettel. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, với một bài phát biểu hết sức đặc biệt, thể hiện rõ sự tri ân, tầm nhìn và khát vọng của Viettel. Thưa quý vị, và từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc, và đặc biệt là đã đến với những bước ngoặt quan trọng cũng như những thành tựu mà Viettel đã đạt được trong 30 năm qua. Và để ghi nhận những đóng góp lớn cho đất nước của Viettel trong suốt 3 thập kỷ qua, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước, sẽ lên công bố quyết định của Chủ tịch nước và điều hành nghi lễ trao huân chương. Xin được trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý. Với 30 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội đã lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong đầu tư sản xuất kinh doanh và trong lĩnh vực quốc phòng. Được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có hai danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Trong giai đoạn vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Sau đây là nghi thức công bố quyết định tặng thưởng và trao huân chương độc lập cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Mời Tổ quân kỳ vào vị trí danh dự. Trân trọng kính mời đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội lên vị trí danh dự để nghe công bố quyết định tặng thưởng và đón nhận huân chương độc lập. Trân trọng kính mời Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, Thiếu tướng Hoàng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Đại tá Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Đại tá Nguyễn Thành Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Thượng tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Tôi xin công bố quyết định tặng thưởng huân chương độc lập của Chủ tịch nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước số 586 QĐ-CTN, Hà Nội ngày 8 tháng 4 năm 2019, quyết định về việc tặng thưởng huân chương độc lập.
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 359 ngày 26 tháng 3 năm 2019. Quyết định. Điều 1. Tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đề nghị nhiệt liệt chúc mừng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước lên trao huân chương độc lập hạng nhất cho Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, xin chúc mừng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Mời Tổ quân kỳ về vị trí. Nghi thức công bố quyết định và đón nhận hình thức khen thưởng cấp nhà nước đến là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí. Những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống tập đoàn và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất hôm nay, Tập đoàn rất vinh dự được đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Đây là niềm động viên, cổ vũ tinh thần to lớn đối với toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Xin trân trọng, kính mời đồng chí Thủ tướng Chính phủ lên phát biểu và chỉ đạo. Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương, thưa các đồng chí lãnh đạo Viettel qua các thời kỳ,
Thưa các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trong một thời vài năm gần đây, nhiều đồng chí có mặt hôm nay đã được một đôi lần đến thăm và làm việc với Viettel. Hôm nay trở lại, chúng tôi đều vui mừng và tự hào chia sẻ với các đồng chí chặng đường 30 năm ra đời và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel với những bước đột phá mạnh mẽ để hôm nay trở thành một tập đoàn viễn thông và công nghiệp công nghệ lớn nhất Việt Nam có tên tuổi trên thị trường quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới quý vị đại biểu, ban lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và người lao động của Tập đoàn Viettel lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, chúng ta đã xem bộ phim và trực tiếp xem triển lãm 30 năm. Điều đó đã thể hiện sự sinh động, những chặng đường, những dấu mốc quan trọng cùng sự thành công của Viettel trong 3 thập kỷ qua. Bài phát biểu của đồng chí quyền chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn nói lên tư thế toàn diện, toát lên văn hóa con người Viettel, những thành tựu cũng như nhãn quan chiến lược để phát triển Viettel trong những thập kỷ phía trước theo 2 định hướng: viễn thông, bao gồm cả kiến tạo hạ tầng kết nối số, kiến tạo những hệ thống nền tảng của xã hội số trở thành điểm hội tụ của sáng tạo và cung cấp dịch vụ số, và công nghệ, tập trung phát triển công nghệ cao. Những kết quả và thành tựu mà Viettel đã thu được là khá rộng lớn, xét về các lĩnh vực, khá xuất sắc về mặt chuyên ngành và hết sức đáng khích lệ. Các báo cáo đã trình bày rõ những thành tựu này với những phong cách ngắn gọn của quân đội. Tôi xin không nhắc lại nhiều, chỉ cùng các đồng chí khẳng định lại một lần nữa mấy kết quả chủ yếu sau. Viettel là một trong số rất ít doanh nghiệp Việt Nam hiện đang đạt đẳng cấp quốc tế, có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới. Viettel nằm trong top 15 công ty viễn thông lớn nhất thế giới về số thuê bao và top 40 công ty viễn thông lớn nhất thế giới về doanh thu. Năm 2019, Viettel được tổ chức quốc tế uy tín đánh giá có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam 4,3 tỷ đô la, thuộc top 500 thương hiệu lớn nhất thế giới. Viettel hiện đang đầu tư kinh doanh thành công ở 10 quốc gia trên 3 châu lục, đứng vị trí số 1 tại 5 quốc gia, là một trong số những doanh nghiệp đi đầu trên thế giới về thử nghiệm công nghệ 5G. Viettel là một tập đoàn kinh tế nhà nước tiêu biểu, minh chứng vai trò quan trọng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, làm ăn có lãi, hiệu quả hàng đầu của Việt Nam. Doanh thu hơn 10 tỷ đô la một năm, lợi nhuận hàng năm đạt khoảng 40 đến 45 nghìn tỷ đồng. Trước thuế, nộp ngân sách khoảng 35 đến 40 nghìn tỷ đồng. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó minh chứng sống động cho sự hiệu quả và vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhà nước trong những lĩnh vực trọng yếu, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội. Đánh tan quan niệm doanh nghiệp nhà nước khó có thể làm ăn có hiệu quả. Nó cho thấy bài học, cho dù là doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nào, thì con người và quản trị là mấu chốt của thành công. Các đồng chí đã áp dụng thành công các chuẩn mực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế. Đảng và nhà nước mong muốn có nhiều, thật nhiều doanh nghiệp như Viettel. Viettel vừa làm tốt kinh tế, Viettel vừa làm tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Viettel đã trở thành một tập đoàn quốc phòng kinh tế lớn nhất, chủ động nghiên cứu mà nhận nhiệm vụ nghiên cứu, làm chủ công nghệ đối với các thiết bị khí tài quân sự. Đặc biệt, đã nghiên cứu sản xuất được nhiều trang bị vũ khí hiện đại, trong đó có các vũ khí chiến lược và đưa vào trang bị trong quân đội, được đánh giá có chất lượng tương đương với nước ngoài, sản xuất có tính năng
kỹ thuật, chiến thuật vượt trội, áp dụng công nghệ cao phù hợp với các khả năng tác chiến của quân đội. Những sản phẩm ấy đã từng bước được trang bị và đưa vào sử dụng, tiết kiệm hàng trăm triệu đô la ngoại tệ cho đất nước và quan trọng hơn còn góp phần bảo đảm an ninh an toàn, không bị lệ thuộc vào công nghệ và thiết bị nước ngoài, tạo cho an ninh quốc phòng chủ động trong các tình huống. Việt Theo là một doanh nghiệp đi đầu trong đầu tư cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, đạt trình độ quốc tế về công nghệ mạng lõi, hạ tầng viễn thông. Xuyên suốt quá trình hình thành, phát triển 10 năm qua, Việt Theo luôn phát huy và thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, sản xuất kinh doanh, gắn bảo đảm quốc phòng, an ninh, có đóng góp đột phá trong phát triển về chất của nền công nghiệp và công nghệ quốc phòng Việt Nam. Việt Theo đã tích cực, chủ động đón nhận cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy chính phủ điện tử và các ngành kinh tế khác phát triển, nhất là kinh tế số. Thể hiện vai trò đầu tàu dẫn dắt, giúp truyền cảm hứng và tạo ra sự tự tin cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong đầu tư phát triển các lĩnh vực mới, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư ra nước ngoài. Các dự án đầu tư của Viettel là còn là nhịp cầu kết nối, giúp tăng cường và thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước. Các đồng chí đã làm tốt công tác an sinh xã hội, luôn đi đầu thực hiện nhiệm vụ khó khăn như đầu tư hạ tầng mạng lưới ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng thời làm tốt trách nhiệm xã hội với nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như chương trình kết nối giáo dục, đưa Internet miễn phí đến 100% các cơ sở giáo dục, hỗ trợ các huyện nghèo theo chương trình 30A của chính phủ, chương trình trái tim cho em với mục tiêu chữa trị bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh, chương trình vò giống giúp đồng bào nghèo vùng biên giới có sinh kế lâu dài. Với thành tích và kết quả đạt được, tập đoàn Viettel đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Hôm nay tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Viettel của chúng ta là vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương độc lập hạng nhất. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả to lớn, toàn diện đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, công nhân viên quốc phòng và người lao động tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel trong suốt 30 năm qua. Các đồng chí là minh chứng cho sự nỗ lực vươn lên xây dựng tập đoàn trở thành một trụ cột quan trọng của nền kinh tế, xứng đáng là một hiện tượng, một niềm tự hào của Việt Nam, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta. Thưa các đồng chí, trong ngày vui hôm nay của tập đoàn, tôi muốn nêu ba vấn đề sau để chúng ta cùng suy ngẫm. Một là văn hóa Viettel, triết lý Viettel, tinh thần Viettel là sức mạnh của tinh thần của tập đoàn Viettel. Đây là điều tưởng như không liên quan đến kinh tế, đến sản xuất kinh doanh, nhưng thực ra đây chính là một nền tảng cho sự thành công trong sản xuất kinh doanh cho những người muốn đi đường xa để có thể phát triển bền vững. Tôi hết sức ấn tượng khi đến thăm Viettel, thấy treo nhiều khẩu hiệu trong hội trường, ngoài hành lang, nhà làm việc và xưởng sản xuất. Đó không phải là những khẩu hiệu xấu hổ, mà đó là những triết lý hết sức sâu sắc, toát lên bản sắc văn hóa, tinh thần thái độ làm việc và khát vọng của Viettel. Các đồng chí không ngừng gây dựng và bồi đắp văn hóa doanh nghiệp khác biệt, luôn nhận việc khó, thách thức cao, luôn có cách tiếp cận khác biệt, đổi mới, sáng tạo, luôn tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp và tài năng cho mọi thành viên, trở thành một trong những môi trường làm việc đáng mơ ước ở Việt Nam chúng ta, là địa điểm hội tụ và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ cao. Hai là đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Viettel năng động, sáng tạo, tràn đầy hoài bão, đoàn kết và luôn tận tâm với công việc là tài sản quý giá nhất, là sức mạnh của vật chất của tập đoàn Viettel. Những thành tích của Viettel trong suốt 30 năm qua trước hết thuộc về đội ngũ nhân lực Viettel đã tạo dựng bằng nhiều
thế hệ cán bộ công nhân viên giỏi, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến hết mình, phát huy tối đa năng lực của đội ngũ nhân lực trong một môi trường làm việc yêu cầu cao, đi đôi với chính sách đãi ngộ đúng mức, thỏa đáng và hấp dẫn. Tôi đề nghị các đồng chí phải chú trọng gìn giữ và phát huy hai nguồn sức mạnh đã đưa chúng ta đến với thành công. Ba là, với sức mạnh tinh thần và sức mạnh vật chất ấy, sau 10, 20, 30 năm nữa, Viettel của chúng ta sẽ như thế nào? Trong báo cáo của đồng chí Thiếu tướng Lê Đăng Dũng có nêu, 30 năm qua, lịch sử Viettel nằm trọn vẹn trong những thành tựu chung của đất nước thời kỳ đổi mới. Vậy 10, 30 năm tới, đâu sẽ là cốt lõi của Viettel tương lai? Tôi cho rằng, đó là công nghệ, là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Như chính chúng ta đã nói, không ai trong chúng ta có thể dự đoán chắc chắn những gì mà công nghệ sẽ mang lại cho cuộc sống của chúng ta. 30 năm trước, chúng ta không thể biết rằng một cái gì đó gọi là Internet sẽ làm nên một cuộc cách mạng kinh tế. Chưa khi nào mà công nghệ lại có thể tạo ra những mô hình kinh doanh hoàn toàn khác biệt so với truyền thống như lúc này. Lịch sử đã cho thấy có những doanh nghiệp không chỉ cung cấp cho thế giới những sản phẩm dịch vụ tuyệt vời, mà quan trọng hơn, họ đã làm thay đổi thế giới, phương thức sống và sinh hoạt của con người. Tôi cảm nhận rất rõ tất cả sự đam mê và khát vọng, tinh thần dám nghĩ, dám làm của hơn 50.000 cán bộ công nhân viên tập đoàn của chúng ta. Mới đây, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam 2019 với chủ đề Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, chúng ta đã xác định rất rõ công nghệ là nhân tố chính để tăng trưởng kinh tế, thoát bảy thu nhập trung bình, đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển. Trong thời gian tới, Việt Nam không chỉ hấp thụ công nghệ để làm chủ công nghệ và tích lũy năng lực, mà sẽ còn cần phát minh sáng chế công nghệ. Đó là con đường duy nhất và tất yếu dẫn đến một quốc gia hùng cường, có nền kinh tế phát triển, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đủ sức bảo vệ Tổ quốc. Và chúng ta đã tuyên bố một sứ mệnh lịch sử với tên gọi Phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam để vượt qua thách thức bảy thu nhập trung bình, đưa đất nước tiến tới sự thịnh vượng của toàn dân tộc Việt Nam. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của các đồng chí. Chưa khi nào mà công nghệ lại có thể tạo ra những mô hình kinh doanh hoàn toàn khác biệt với truyền thống như lúc này. Chưa khi nào mà chúng ta có thể nhìn thấy cơ hội để đưa đất nước bứt phá rõ ràng như thế này lúc này. Trên tinh thần ấy, với tất cả sự tự tin mà chúng tôi dành cho các đồng chí, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho tập đoàn Viettel đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0. Thưa các đồng chí, về định hướng phát triển của Viettel trong thời gian tới, tôi cơ bản đồng ý với định hướng phát triển của Viettel mà đồng chí quyền tổng đốc thay mặt lãnh đạo tập đoàn đã phát biểu. Thông điệp mà các đồng chí đưa ra là Viettel tiên phong kiến tạo xã hội số, thể hiện vai trò Viettel không chỉ nhà cung cấp các giải pháp chuyển đổi xã hội số mà còn phải thực sự trở thành hạt nhân bùng nổ chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp, từ đó hình thành và phát triển không ngừng hệ sinh thái cung cấp sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số. Viettel nhắm tới đích trở thành tập đoàn công nghệ, công nghiệp và dịch vụ số hùng mạnh. Tại buổi lễ này, tôi xin đề nghị các đồng chí làm tốt một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, xây dựng Viettel trở thành tập đoàn công nghiệp và công nghệ hùng mạnh, mang tầm khu vực và thế giới, là nơi sản sinh ra các công nghệ và cung cấp sản phẩm công nghệ cao có giá trị toàn cầu. Đến năm 2025, Viettel cần đặt mục tiêu đứng trong nhóm 10 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% một năm trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 50% tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, Viettel đứng trong nhóm các nhà sản xuất công nghệ cao có quy mô công nghiệp hàng đầu thế giới, có số sản phẩm cốt lõi đi trước và vượt trội, tạo ra tiêu chuẩn quốc tế. Viettel cần vươn lên sánh vai, vượt ra với các Huawei, ZTE, Ericsson, Google, Facebook và thậm chí cả Samsung, v.v.
Thứ hai, Viettel cần thực hiện tốt trách nhiệm là doanh nghiệp quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia, tập trung vào chuyển đổi số chính phủ, doanh nghiệp và xã hội, nhanh chóng triển khai công nghệ 5G và các hạ tầng đáp ứng cơ hội phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tích cực tham gia sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất, Make in Việt Nam. Thứ ba, phát triển công nghiệp, trong đó có công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao và sản xuất thiết bị điện tử, viễn thông, nhất là thiết bị hạ tầng mạng. Chú trọng phát triển các công cụ và giải pháp đảm bảo an ninh mạng, hiệu quả cao, luôn sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ đất nước, từ sớm, từ xa, chuẩn bị bảo vệ tuyệt đối cho đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 20-21. Viettel phải xác định luôn đi đầu là đội ngũ nòng cốt trong lĩnh vực quan trọng này. Thứ tư, các đồng chí cần phải giữ gìn, phải giữ mô hình kiểu mẫu về doanh nghiệp nhà nước. Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện, nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất mà đảng nhà nước giao, liên tục tạo ra thách thức mới, lấy khó khăn làm môi trường để rèn luyện, trưởng thành và thành công, cạnh tranh toàn cầu, thu nhập dựa trên hiệu quả, tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các chính sách đột phá trong thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Viettel. Thứ năm, Viettel phải bảo vệ thương hiệu của mình như bảo vệ tài sản của quốc gia, tiếp tục đổi mới công nghệ quản trị, đặc biệt áp dụng mô hình và công nghệ quản trị số, kết hợp nhuần nhuyễn với công nghệ chuẩn mực quốc tế với sáng tạo giải pháp quản trị của riêng mình, đồng thời không ngừng bồi đắp, làm sâu sắc hơn các giá trị cốt lõi của văn hóa Viettel, tinh thần Viettel trong bối cảnh nhiệm vụ mới, môi trường cạnh tranh và phát triển mới. Viettel phải là một tổ chức kiểu mẫu, là nguồn cảm hứng cho các cuộc cách mạng, cho cuộc cách mạng về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước. Thứ sáu, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật là sức mạnh của quân đội, duy trì ổn định, đoàn kết, sáng tạo, mạnh dạn, đột phá nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ lớn mà đảng, nhà nước và quân đội giao, tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho mọi cán bộ, chiến sĩ, người lao động của tập đoàn chúng ta. Nhân dịp này, tôi yêu cầu các bộ, các ngành, các cơ quan, các địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Viettel, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ thúc đẩy Viettel không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành một tập đoàn quốc phòng, kinh tế hàng đầu khu vực. Đồng thời, tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu mô hình kinh doanh và quản trị của Viettel để nhân rộng. Chúng ta phải làm sao để Việt Nam có nhiều Viettel hơn nữa, nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước có sức mạnh, có hiệu quả như Viettel. Trong đó đặc biệt chú trọng rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, khích lệ hoài bão và khát vọng phát triển nhằm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu có, văn minh và thịnh vượng. Thưa tất cả các đồng chí, tôi mong muốn và tin tưởng rằng Viettel đã trưởng thành từ những khát vọng, sẽ còn khát vọng lớn lao hơn nữa, đã sáng tạo, sẽ còn sáng tạo hơn nữa, đã học hỏi, sẽ liên tục và không ngừng học hỏi hơn nữa, đã là một tập thể đoàn kết, lành mạnh, sẽ thống nhất đoàn kết lành mạnh hơn nữa, đã phát triển nhanh, còn phát triển nhanh, càng nhanh, bền vững hơn nữa, đã hiệu quả, càng có hiệu quả hơn nữa, nhất là trong sử dụng các nguồn lực sẵn có, đặc biệt là nguồn lực con người. Đảng, nhà nước, quân đội cùng chung một niềm tin với Viettel, những năm tháng tốt đẹp nhất, vóc dáng vĩ đại nhất, kỳ tích lớn lao nhất của Viettel vẫn đang chờ được tạo nên. Nhân dịp này, tôi đánh giá cao các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Viettel qua các thời kỳ. Tôi xin chúc tất cả các đồng chí sức khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
Xin được trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với những lời chia sẻ, phát biểu chỉ đạo vừa rồi. Kính thưa quý vị, tới dự và chúc mừng lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gửi tặng một món quà lưu niệm tới cán bộ, công nhân viên của tập đoàn. Vâng, và chúng tôi xin được mời Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn, thay mặt cán bộ, công nhân viên tập đoàn sẽ lên nhận quà của Thủ tướng. Xin trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ quay trở lại sân khấu để trao món quà vô cùng ý nghĩa cho đại diện tập đoàn Viettel. Và xin mời Thủ tướng sẽ nán lại để tặng một món quà cho tập đoàn Viettel ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Đăng Dũng. Và sau đây xin mời Thiếu tướng Lê Đăng Dũng sẽ phát biểu đáp từ, trân trọng kính mời. Kính thưa Thủ tướng Chính phủ, kính thưa toàn thể các đồng chí, trong vòng mấy năm qua, Tập đoàn Viettel đã 3 lần vinh dự được Thủ tướng tới thăm và làm việc. Đó là sự động viên, khích lệ, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Chính phủ đối với Viettel nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ nói chung trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Qua những lời biểu dương và chỉ đạo của Thủ tướng, chúng tôi một lần nữa nhận thức sâu sắc vai trò của mình trong việc thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội xin lĩnh hội đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng. Chúng tôi xin hứa với Thủ tướng luôn duy trì sự phát triển bền vững, tiên phong trong kiến tạo xã hội số, đồng thời hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, công nghệ cùng phát triển trong nước và vươn ra thế giới, xứng đáng với niềm tin và trọng trách đã được trao gửi. Một lần nữa, thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, tôi xin gửi tới Thủ tướng lời cảm ơn trân trọng, xin kính chúc Thủ tướng và các quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe và thành công. Rất mong Thủ tướng tiếp tục dành nhiều cho Viettel sự chăm lo, chỉ đạo và dẫn dắt trên hành trình tiếp tới tương lai của Viettel. Xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ và sự lĩnh hội thể hiện quyết tâm cao độ của lãnh đạo Tập đoàn Viettel. Vâng, quý vị thân mến, trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì nhu cầu về kết nối, đặc biệt là kết nối giữa con người với con người và giữa con người với thế giới ngày càng trở nên vô cùng cấp thiết. Và chính điều này đã và đang thôi thúc Viettel hành động ngày càng quyết liệt hơn. Không chỉ xây dựng các hạ tầng viễn thông rộng đến những vùng sâu, vùng xa xôi nhất ở bất cứ quốc gia nào mà Viettel đặt chân đến, mà đó còn là một hạ tầng viễn thông hiện đại bền vững nhất tại quốc gia đó. 30 năm trước, khi mới khởi nghiệp, Viettel chưa từng biết đến một cái gì đó gọi là Internet sẽ có thể làm nên một cuộc cách mạng kinh tế toàn cầu. Nhưng hôm nay, trước xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Viettel đã kiến tạo được cả một hệ thống hạ tầng viễn thông rộng khắp, hiện đại và bền vững, và đó chính là nền tảng cho Internet di động, Big Data, điện toán đám mây và Internet vạn vật. Và thưa quý vị, và các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo hay Internet kết nối vạn vật đã được ứng dụng vào các thiết bị phục vụ cho đời sống hàng ngày và tiêu biểu là robot. Và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ sẽ biến robot trở thành những người bạn thân thiết của con người trong tương lai không xa. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với vở nhạc kịch đặc biệt mang tên Say It Your Way, Hãy Nói Theo Cách Của Bạn, một vở nhạc kịch được lấy cảm hứng từ sự kết nối giữa công nghệ và con người. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
biển xa mênh mông
tràn ngập năm châu Viettel phù sa, gửi về em yêu thương tình nhiều người lính vẫn nơi tuyến đầu, làm giàu vì quê hương, quên đi thành công lắng nghe tiếng đời, khác biệt hôm nay rực sáng ngày sau. Trời xoay trong bát ngàn chung xa ôm ấp tình cầu, siêu tốc xa lộ Việt theo cầm tay yêu thương ôm lấy người thương, cho anh và cho tôi viên thông Việt theo nối liền thế giới, bao la ngàn dặm đường xa chẳng còn đôi nơi khoảng cách phương trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bài ca vô cùng tuyệt vời thay cho lời kết cho chương trình của ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, nếu muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn muốn đi xa hãy đi cùng với nhau. Thấu hiểu sâu sắc câu ngạn ngữ đó, ngày hôm nay người Viettel với những cái bắt tay thật chặt, những lời cam kết chân thành và những kết quả đã vượt qua cả sự cam kết chính là nền tảng để tạo nên một thực tại mới cho tập đoàn và làm nên nhiều thành tựu đột phá trong tương lai, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Thưa quý vị, và sự trưởng thành và tầm vóc của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội ngày hôm nay đã góp phần củng cố thêm niềm tin về tiềm lực to lớn của quân đội và đất nước. Đó cũng là một trong những hình ảnh đặc trưng của quân đội trong thời bình, tham gia vào mặt trận xây dựng kinh tế, làm giàu cho đất nước, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Và đến đây, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất xin được kết thúc. Ban tổ chức chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các quý vị đại biểu đã tới tham dự. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng 30 năm tuổi của tập đoàn Viettel. Xin chúc cho các cán bộ công nhân viên của tập đoàn sẽ luôn xứng đáng với những thành tích mà Viettel đã có được trong suốt 30 năm qua. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những sự kiện tiếp theo.